chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Để tiếp tục cho series ăn gì vòng quanh thế giới thì hôm nay Hân sẽ đến đất nước Indonesia để ăn món mì xào. Món mì này đã có từ 50 năm trước rồi đó cả nhà, và được mệnh danh là món mì xào được nhiều người dùng nhất trên thế giới. Không biết là có nói điêu hay không nha, cho nên Hân đã mua thử ở đây là 5 gói một lượt luôn cả nhà ơi. Về để mình ăn thử xem nó có ngon như lời đồn không. Trước khi đi nấu mì thì Hân cho cả nhà xem cái ngón tay của Hân nè. Cái ngón tay của Hân á là bị dính vô cái cửa cả nhà, cửa xe á. Hân mở cửa ra xong Hân đóng lại và để gớt lại một cái ngón tay. Kết quả là nó bị dập cái móng đen thù lùi. Hân thấy ghê quá cho nên Hân đã dám ăn keo cá nhân nha. Rồi bây giờ Hân mời cả nhà cùng đi làm món mì xào Indonesia. Mình sẽ cho cái nồi nước lên bếp, mình nấu cho sôi rồi mình đi trụng mì trong 3 phút nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình lấy một cái mì. Khả năng của Hân thì chắc chỉ ăn được có một gói thôi, lần đầu ăn. Đây, đây là cái gói mì ở trong bộ năm đây. Hân sẽ cắt ra để đem cái mì này đi trộn, đi trụng ha cả nhà. Ở trong đây nó có hạt nêm và các gói gia vị. Đây, nó như thế này đây nha, rất là nhiều gia vị luôn. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái gia vị mình cho vào cái tô rồi mình quậy lên nha cả nhà, cho nó đều á, mình ăn ra hết. Wow, nhìn cũng hấp dẫn lắm luôn, là nó đủ gia vị mà. Ở trong đây có cái gì thì mình cho vô hết nha cả nhà, mình không có thêm bất cứ gia vị gì của mình vô hết trơn á. Để xem cái độ chuẩn của cái mì này như thế nào mà được mệnh danh là mì có nhiều người dùng nhất thế giới. Wow, cả nhà nhìn nè, gia vị rất là nhiều nha. Thì bây giờ Hân sẽ đánh cái gia vị này ra cho nó tan ra đây nha. Để chút nữa mình trụng mì xong á, cái mình trộn vô luôn. À, thơm, ở ngoài rất thơm nha. À, như vậy là được rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi trụng mì nhé. Nước trong nồi cũng đã sôi rồi, mình sẽ cho hết gói mì vào đây, mình trụng trong 3 phút. Sau đó mình tắt bếp rồi mình đổ ra, mình sẽ trộn mì. Mì Hân đã trụng được 3 phút rồi, bây giờ Hân sẽ tắt bếp đổ ra nha, cho nó ráo nước, xong đó Hân sẽ trộn mì. Hân đã trụng mì xong rồi để ráo nước. Bây giờ Hân sẽ cho vào cái tô nước sốt lúc nãy của mình nha. Rồi mình sẽ trộn lên. Wow, nhìn cũng khá hấp dẫn đấy. Đây cả nhà ơi, mì của Hân đã trộn xong rồi nè. Bây giờ Hân sẽ cho ra cái dĩa này cho nó hấp dẫn nha. Wow, thơm quá thơm. Đây, mình sẽ bày ra đây nha. Rồi ở đây Hân có chuẩn bị một ít salad. Đó, cho thêm một ít rau ăn cho nó đỡ ngán nha. Thế là ăn mì thì nó thường ăn rất là nóng, cho nên là mình có rau thì mình sẽ thấy nó hấp dẫn hơn. Và ở đây Hân đã chuẩn bị sẵn hai cái trứng luộc. Này, luộc nó hơi tới quá cho nên mình không có thấy cái trứng lòng đào á. Mình luộc lòng đào nó sẽ ngon hơn nha. Ta-da! Đây, mì trộn Indonesia đã xong rồi. Cái nhà thấy có hấp dẫn không? Thì bây giờ Hân mời cả nhà cùng Hân thưởng thức xem nó có ngon như lời đồn không nha. Ta-da! Mời cả nhà cùng thưởng thức món mì xào Indonesia. Hân đã đi qua được một quốc gia nữa rồi nha. Thì bây giờ Hân sẽ trộn cái mì này lên, ăn thử như thế nào nha. Cái tay cùi này khó chịu quá. Hân 2 tuần rồi mà nó cũng vẫn còn đau quá. Wow, thơm, thơm nước mũi luôn. Đây, mời cả nhà cùng ăn nha. Vị nó khá ổn nha, vừa ăn hơi cay cay. Nếu như mà ai mà muốn cay hơn á thì có thể thêm một miếng tương ớt vô cũng sẽ rất là dâm mì. Ăn miếng trứng, trứng này không luộc á nó hơi chín rồi, cho nên là nếu mà mình luộc được cái trứng lòng đào nó sẽ ngon hơn. Ngon. Từ nay Hân chắc là chọn mì xào này á.
Cái mì mình trụng 3 phút á, cái cọng mì của nó vừa mềm, không quá khô mà cũng không quá nhão. Khi mình ăn á, cảm giác mình không có bị ngẹn á, giống như cái loại mì xào khác. Ngon, đúng là ngon thiệt. Ăn miếng rau hôm nay hơn ăn mì uống cà phê sữa, một sự kết hợp quá hoàn hảo. Đây, mời cả nhà thêm miếng mì nha. Ngon. Cái cảm giác đó là ăn một gói mì xào mình thấy ít quá, nhưng mà hai gói thì ăn không hết. Cắn vô miếng trứng cho nó có đủ dinh dưỡng. Ngon. Trứng luộc chín nhưng mà nó không quá khô á, cho nên là ăn không bị hóc cổ. Ngon quá. Hoàng sẽ làm một chuỗi series thưởng thức những cái món vòng quanh thế giới, nhưng mà những cái món thức ăn nhanh như thế này nhé. Tại vì nhiều khi Hân không có biết đó, nấu rõ những cái món của những cái quốc gia khác. Chỉ có là mình sẽ mua những cái món đơn giản như vậy, tiện lợi như vậy để mình ăn thử xem như thế nào nha. Món mì này cả nhà nên cho vào trong tủ của mình nha. Những lúc mà mình không có gì ăn á, mình làm món gói mì xào như thế này nè, rất là ngon. Mà đặc biệt cái món mì này khá ngon luôn. Ngon thiệt. Đây là lần đầu tiên Hân ăn món mì này, không phải quảng cáo cho mì này đâu, nhưng mà Hân thấy sao Hân nói vậy, ngon á. Cái mì Indomie này nè cả nhà, nó có nhiều loại lắm nha. Có loại rất là cay luôn, rồi có loại mì gà nữa. Nhưng mà tất cả đều là mì xào á. Nhưng mà Hân không ăn cay được nhiều, cho nên là Hân chọn cái loại mì không cay á, nó hơi the the nhẹ thôi. Người lớn hay trẻ em đều có thể ăn được. Ngon. Cả nhà nên thử nha. Ngon. Mì nấu á, thì mình ăn một gói á, thì đủ. Còn mì xào á, xào một à, một gói á, nó ngon quá, cảm giác ăn không đủ. Mà hai gói thì dư. Ăn thôi. Nếu mình thưởng thức cái gì mà mình để cảm giác nó ngon thì mình ăn ít ít nó mới ngon nha. Ăn nhiêu đây? Uống nước vô là nó no rồi. Ăn no quá cũng không tốt. Ngon. Thơm ngon đến miếng cuối cùng luôn cả nhà ơi. Ngon. Vậy là Hân đã ăn xong một cái gói mì xào Indomie của Indonesia rồi. Món này rẻ lắm. Ở bên Mỹ thì bán 79 cent đồng một gói á. Nhưng mà mình mua một cái bọc 5 gói thì nó sẽ có giá rẻ hơn nha. 79 cent là Hân biết đổi sang tiền Việt nhiêu ta? Chắc cũng khoảng ở Mỹ thì gói mì 79 cent này chắc khoảng tầm hơn 10.000, phải tầm 10.000 gói này á cả nhà. Còn Việt Nam mình bán nhiêu thì Hân không biết nha. Tại vì hôm qua đây Hân mới phát hiện ra cái mì này. Với lại Hân có xem bộ phim đó, nó quảng cáo loại mì này nè. Và từ đó Hân mới biết đó, Hân mới mua cái mì này ăn đó cả nhà. Indomie. Quá ngon. Thì video của Hân cũng khá dài rồi cả nhà. Hân cảm ơn cả nhà luôn đồng hành theo dõi Hân trong suốt thời gian vừa qua. Nếu yêu mến kênh của Hân thì có thể bấm cho Hân một like, đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video clip tiếp theo của Hân nha. Cả nhà nhớ để lại bình luận bên dưới á, khi Hân có thời gian thì Hân sẽ vô trả lời bình luận với cả nhà, hoặc là Hân sẽ đến thăm cả nhà. Và video sau cả nhà muốn Hân trải nghiệm thử cái món ăn của đất nước nào thì cả nhà có thể để lại comment bên dưới nha. Hân sẽ cố gắng thực hiện nhanh nhất có thể. Cảm ơn, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.